Xin kính chào anh chị em. Mỗi độ tháng 8 về, Hội Thánh Lạy Long trọng mừng lễ Đức Mẹ và các thánh. Nổi bật là Thánh Alphonso, Tổ phụ dòng Chúa Thế chúng tôi, Thánh Joan Maria Vianney, Thánh Đa Minh, Tổ phụ dòng Đa Minh, Thánh Augustino và nhiều vị thánh khác. Điểm chung của Đức Mẹ và các thánh đó là lòng yêu mến lời Chúa và cảm nghiệm sự ngọt ngào khi đọc và suy gẫm lời Chúa. Đây là mật ong. Tôi sẽ thử một miếng. Thật là ngọt ngào. Kinh Thánh đã so sánh sự ngọt ngào của Thiên Chúa và của lời Chúa như mật ong. Đó cũng là đề tài chúng ta tìm hiểu trong video số 26 hôm nay, biểu tượng mật ong trong Kinh Thánh. Trước hết, trong sách xuất hành Exodus chương 3 câu 8 đã xác định đất hứa là xứ chan hòa sữa mật, a land flowing with milk and honey. Mật ở đây là biểu tượng cho phúc lành của Thiên Chúa. Tiếng Hebrew là Eres, Zavat, Chalav, U, Devas. Trong đó chữ mật ong là Devas, gồm có chữ Dalet vị trí thứ tư, Bet hoặc Vet vị trí thứ hai và Shin vị trí thứ 21. Sau đó cũng trong sách xuất hành Exodus chương 16 câu 31 cho biết manna có mùi vị như bánh ngào mật ong. It tasted like grapes mixed with honey. Tiếng Hebrew cũng tương tự như trên là bitvash. Mật ong ở đây cũng là biểu tượng cho sự ngọt ngào của tình yêu Chúa, phúc lành của Chúa ban cho dân qua bánh manna. Sau đó ngôn sứ Ezekiel cũng được Chúa cho ăn quyển sách và ông cảm thấy ngọt ngào, quyển sách đó là lời Chúa. Đoạn người phán với tôi, con người hỡi, hãy nuôi bụng ngươi, hãy nhét đầy lòng ngươi với quyển sách này, quyển sách ta ban cho ngươi đây. Vậy tôi đã ăn quyển sách và nó ngọt như mật ong lên miệng tôi. Ở đây, sự ngọt ngào của mật ong cũng là biểu tượng cho phúc lành của Chúa ở trong quyển sách thánh đó. Rồi, trong sách huấn ca, tiếng Anh là Sirach, cũng nói đến lời của Chúa phán. Vì tưởng nhớ đến ta thì ngọt hơn mật, và được ta thì ngọt ngào hơn cả tầng mật ong. You will remember me as sweeter than honey, better to have than the honeycomb. Ở mật ong ở đây cũng là biểu tượng sự phúc lành của Chúa. Như vậy, anh chị em thân mến, từ truyền thống Kinh Thánh coi mật ong hoặc là sự ngọt ngào của mật ong là biểu tượng cho phúc lành của tình yêu Chúa như thế, thì người Israel đã có thói quen sử dụng mật ong trong cuộc sống hàng ngày của mình, cách riêng là trong lĩnh vực tôn giáo và giáo dục trẻ nhỏ. Cụ thể ở đây, tôi nghe người Do Thái khi cho trẻ nhỏ đọc lời Chúa thì cùng lúc cho trẻ nhỏ ăn mật ong. Trước đây tôi nghe như vậy rồi. Và khi tìm ở trong Internet thì thấy cái bức hình thì người Do Thái cũng cho trẻ nhỏ ăn mật ong khi tiếp cận với lời Chúa. Dĩ nhiên đây không phải là thường xuyên hoặc mà như là một cái cử chỉ đặc biệt thôi. Giống như là cắt bánh sinh nhật thì nhiều cả năm mới có lần cắt bánh sinh nhật thổi nến vậy, kiểu vậy. Rồi mật ong cũng được các rabbi dùng trong các lớp học về lời Chúa, như bức hình cho thấy, để cũng có ý diễn tả đến sự ngọt ngào khi tiếp cận với lời của Chúa.
để cho trẻ nhỏ dễ nhớ và dễ yêu thích. Và riêng cá nhân con thì cũng cảm nghiệm được sự tương tự của lời Chúa ngọt ngào như vậy. Trong 555 ngày qua, ba con số 5, dễ nhớ, từ ngày 2 tháng 2 năm 2019 đến ngày 8 tháng 8 2020 vừa qua, con đã đọc xong ngũ thư bằng ba thứ tiếng là tiếng Hebrew, tiếng Anh và tiếng Việt. Trong chương trình đọc trọn bộ Kinh Thánh bằng ba thứ tiếng đó kéo dài trong 10 năm. Và đây là lần đọc Kinh Thánh thứ 6, thứ 7, thứ 8 trọn bộ của con tôi. Cũng cảm nghiệm phúc lành và sự ngọt ngào của Chúa như vậy. Ngũ thư là năm quyển Kinh Thánh đầu tiên trong bộ Cựu Ước. Đó là Sáng Thế hay Khởi Nguyên, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Trong chương trình hôm nay có đặc biệt là có câu đố có thưởng. Phần thưởng ở đây. Câu đố đó là: xin tìm trong sách Châm Ngôn và sách Huấn Ca có bao nhiêu lần có chữ ngọt và mật. Xin ghi ra xuất xứ các lần đó, rồi gửi email về địa chỉ của tôi là joamariafu@gmail.com. Xin lưu ý là không nhận liên lạc qua các phương tiện khác, chỉ qua email này thôi. Và phần thưởng là $100 Hoa Kỳ. Phần thưởng này sẽ cho người gửi về kết quả đầy đủ nhất và sớm nhất. Xin cảm ơn anh chị em.